Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông Biden kêu gọi Chủ tịch Johnson có thiện chí hơn về dự luật biên giới. Tổng thống Biden mới đây kêu gọi Chủ tịch Mike Johnson chú ý đến những gì Thượng viện đang làm khi nói đến dự luật an ninh biên giới do một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng ở Thượng viện công bố. Ông Johnson đã tuyên bố dự luật đã chết khi đến Hạ viện, ngay cả khi nó được Thượng viện thông qua, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Israel. Các thượng nghị sĩ của cả hai đảng vào tối chủ nhật đã công bố dự luật an ninh quốc gia, bao gồm 20 tỷ Mỹ Kim cho an ninh biên giới. Dự luật sẽ trao cho chính phủ liên bang quyền tạm thời trục xuất những người di cư khi số lượng người di cư trung bình hàng ngày vượt quá ngưỡng quy định, chấm dứt tình trạng bắt và thả, nâng cao tiêu chuẩn sàng lọc tị nạn và tìm cách giải quyết yêu cầu tị nạn nhanh hơn. Dự luật này cũng bao gồm 60 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, 14.1 tỷ Mỹ Kim cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas và viện trợ cho các đồng minh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phản ánh đề nghị mà Tòa Bạch Ốc đưa ra trước Quốc hội vào cuối năm ngoái, ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trước những giằng co tại Quốc hội về dự luật này, thì Tổng thống Biden cho biết ông sẵn sàng ký nếu như các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có xương sống hơn chống lại với áp lực của ông Trump đang ra sức kêu gọi chống đối dự luật này. Nếu dự luật trên được thông qua, đây sẽ là chiến thắng lớn cho những người có tư tưởng diều hâu về vấn đề nhập cư. Dự luật trên cũng không bao gồm những ưu tiên lập pháp mà đảng Dân Chủ thường thúc đẩy như là quy trình nhập tịch cho khoảng 11 triệu người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại nước Mỹ. Bà Nikki Haley yêu cầu sự bảo vệ của mật vụ Hoa Kỳ. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, bà Nikki Haley đã nộp đơn đề nghị mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ do ngày càng bị đe dọa trong quá trình bà tranh cử. Bà Haley vào hôm 6 tháng 2 xác nhận rằng bà đã nộp đơn xin mật vụ Mỹ bảo vệ. Nói rằng chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề nguy hiểm, nhưng điều đó sẽ không ngăn tôi làm những điều mình cần làm. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc cho biết chiến dịch tranh cử của bà đang đánh giá về việc tăng cường an ninh sẽ ảnh hưởng ra sao đến lịch trình của sự kiện và sự di chuyển của ứng viên Tổng thống. Mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ những người được Bộ An ninh Nội địa xác nhận là ứng viên Tổng thống hoặc là Phó Tổng thống trong vòng 120 ngày trước thềm của cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, một số chiến dịch tranh cử vẫn được bảo vệ sớm hơn nếu như được tổng thống chấp thuận. Thông thường, ứng viên tổng thống không được mật vụ bảo vệ cho tới khi họ trở thành ứng viên đại diện cho một đảng. Trường hợp ngoại lệ là trường hợp của cựu tổng thống Barack Obama, ông đã nhận được sự bảo vệ khi ông là thượng nghị sĩ trong lúc tranh cử vào năm 2008. Trong sự kiện vận động của bà Haley ở Colombia của Nam Carolina hồi tuần trước, một nhân viên an ninh đã phải chặn một người phụ nữ định lao lên sân khấu. Những ngày gần đây, nhiều người cũng biểu tình tại các sự kiện tương tự phản đối bà Haley ủng hộ cho Ukraine và Israel. Bà Haley 52 tuổi là người duy nhất cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa với Donald Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy là bà Haley luôn bị ông Trump dẫn trước với khoảng cách lớn. Tiếp theo là bản tin liên quan đến vụ xả súng Michigan năm 2021. Mẹ của thủ phạm bị kết tội ngộ sát. Mẹ của thủ phạm vụ xả súng tại trường trung học Michigan năm 2021 bị kết tội ngộ sát vào ngày 6 tháng 2, theo USA Today loan tin. Bà Jennifer Crumpley, 45 tuổi, là phụ huynh đầu tiên ở Hoa Kỳ bị xét xử vì con cái đã xả súng ở trường. Sau hơn 10 tiếng thảo luận, bồi thẩm đoàn gồm có 12 người của tòa Oakland County Circuit Court kết luận là bà Crumpley phạm 4 tội danh ngộ sát liên quan tới vụ xả súng tại Oxford High School vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, trong đó con trai của bà là Ethan Crumpley đã bắn chết 4 bạn cùng lớp và làm bị thương 7 người khác. Bản án cao nhất cho bốn tội này là 60 năm tù. Công tố viên đã cáo buộc bà Crumpley biết con trai đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần đáng báo động vào lúc đó. Năm đó em Ethan mới 15 tuổi. Công tố viên cho hay thay vì giúp em giải quyết vấn đề này thì vợ chồng bà lại mua súng cho con và tìm cách tẩu thoát khi biết họ có thể bị truy tố. Ông James Crumpley, chồng của bà, cũng đã bị truy tố cùng tội danh như bà. Ông sẽ bị xét xử vào tháng 3. Tại phiên tòa xét xử, bà Crumpley cho hay là bà không bao giờ đoán trước được hành động giết người của con trai mình. Bà nói em Ethan không có dấu hiệu bệnh tâm thần nào ngoài việc lo lắng về chuyện học hành và tương lai sau khi tốt nghiệp. Bà cũng cho biết là mặc dù ông Crumpley mua súng cho con, nhưng em chỉ được phép dùng súng khi đi tập bắn với cha. Bà nói chồng bà có nhiệm vụ cất giữ súng. Các chuyên gia pháp lý nhận định thì vụ xét xử bà Crumpley có thể ảnh hưởng tới quan điểm của xã hội về trách nhiệm của phụ huynh khi con cái lấy được súng rồi gây ra thảm sát. Trong lĩnh vực sức khỏe, có thể hàng trăm người đã bị nhiễm, nhiễm bệnh sởi ở phi trường của Ohio. Sở Y tế của Ohio mới đây công bố khả năng bị phơi nhiễm bệnh sởi tại phi trường quốc tế Cincinnati International Airport Sở Cơ sở Y tế Công của Ohio cũng đưa ra tin tức chi tiết về khả năng và mức độ phơi nhiễm cũng như là cách thức mà sở Y tế đang điều hành để tìm ra những người nào bị nhiễm bệnh. Sở Y tế Ohio cho biết du khách ở tại trạm A có thể tiếp xúc với bệnh sởi ở trong những khung giờ đó là ngày 27 tháng Giêng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối và ngày 29 tháng Giêng từ 8 giờ 30 tối đến 11 giờ 30 tối theo Sở Y tế của Ohio. Trường hợp ban đầu được ghi nhận ở một đứa trẻ được trần đoán tại bệnh viện nhi đồng Dayton thuộc về khoa cấp cứu thuộc cơ sở chính vào ngày 29 tháng riêng và ngày 21 tháng riêng. Giám đốc y tế là Becky Thomas thuộc sở y tế công của thành phố Dayton và quận Montgomery cho biết có khả năng còn nhiều người khác có thể đã bị phơi nhiễm với bệnh sởi, nhưng sở y tế không chắc chắn về mức độ phơi nhiễm có thể lây lan đến mức nào bởi vì phi trường Cincinnati vận hành các chuyến bay đi đến 50 địa điểm khác nhau. Giám đốc Sở Y tế thành phố Dayton Becky Thomas cho biết, việc không trích ngừa từ thời kỳ đại dịch COVID-19 cùng với việc đi du lịch đã tạo ra những đợt bùng nổ bệnh sởi gần đây tại Mỹ. Căn bệnh này đã từng bị xóa sổ trên toàn nước Mỹ vào năm 2000. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Tucker Carlson xác nhận sẽ phỏng vấn ông Putin. Nhà bình luận bảo thủ Tucker Carlson vào ngày 6 tháng 2 cho biết, ông đã bảo đảm được một cuộc phỏng vấn với ông Vladimir Putin, tổng thống của Nga, theo trang tin The Hill loan tin. Cuộc phỏng vấn nếu diễn ra sẽ đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của giới truyền thông phương Tây nói chuyện với Tổng thống Nga kể từ khi ra lệnh xâm lăng Ukraine. Ông Carson không nói rõ khi nào cuộc phỏng vấn của ông với ông Putin sẽ được công bố, nhưng trong thông báo đài dài 4 phút thì ông đã chỉ trích giới truyền thông của Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ vì điều mà ông mô tả là sự ủng hộ mù quáng cho Ukraine trong nỗ lực chiến tranh của nước này. Trong nhiều năm qua, ông Carlson vốn thường lên tiếng chỉ trích sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Chính phủ của Ukraine và tổng thống của nước này là ông Volodymyr Zelensky cũng đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn theo lời của ông Carlson. Đoạn video của ông Carlson tung ra vào hôm thứ ba có vẻ như là được thâu trên một tầng lầu cao ở Moscow. Carson cho rằng là có những rủi ro khi thực hiện một cuộc phỏng vấn như thế này Đồng thời lưu ý ông và nhóm của mình đã tự chi trả cho chuyến đi tới Moscow và không nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ các nhóm chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là không thông báo trước cho Iraq về các cuộc oanh tạc Các cuộc oanh tạc của Mỹ nhắm vào các mục tiêu ở Iraq là để nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào trong căn cứ của Hoa Kỳ ở Jordan vào hôm 28 tháng 1 khiến cho 3 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng Bộ Ngoại giao xác nhận rằng nước này đã không thông báo trước cho Iraq về các cuộc oanh tạc mà Hoa Thịnh Đốn thực hiện mới đây, nhắm vào các nhóm mục tiêu bị nghi là có liên quan đến Iran ở tại Iraq. Qua đó, bác bỏ thông tin trước đó từ tòa bài gốc. Phát biểu với báo giới, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là Vedan Patel nêu rõ, không có thông báo trước, chúng tôi thông báo cho phía Iraq ngay sau khi tiến hành các cuộc oanh tạc. Ông Patel cho rằng, chính phủ Iraq cũng như là mọi quốc gia khác ở trong khu vực phải hiểu rằng Mỹ sẽ có biện pháp đáp trả khi mà binh sĩ của họ bị thiệt mạng. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, nước này đã tiến hành các cuộc hoanh tạc nhắm vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria. Được tấn công này có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1 và hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một căn cứ của Hoa Kỳ tại đông bắc của Jordan, giáp giới với Iraq và Syria, là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào quân nhân Hoa Kỳ ở tại Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10 vừa qua. Điều này làm dấy lên lo ngại là căng thẳng sẽ leo thang trong khi giao tranh ở tại giải Gaza vẫn chưa chấm dứt.